Xin cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Trường Nụ cho em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở chúng tôi cũng xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm, đó là một bộ trường kỷ song tiện ở Cửa Nóc Xà Cừ, Singapore ạ. Vâng, và bên cơ sở chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác ạ đã ủng hộ bên cơ sở chúng tôi em rất là nhiều các mặt hàng đồ gỗ Cửa Nóc Xà Cừ qua các video vừa rồi. Vâng, và giờ vào đầu clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về bộ trường kỷ song tiện Cửa Nóc Xà Cừ này. Vâng, và trước tiên sẽ đo thông số của bộ trường kỷ này. Và bộ trường kỷ này có kích thước cái bàn là 190 cm chiều dài ạ. Chiều rộng là 58,5 cm và chiều cao là 75,5 cm ạ. Đó là kích thước thông số của chiếc bàn. Ở đây em đo thông số của chiếc ghế ạ. Chiếc ghế này có kích thước chiều dài là 204 cm. Chiều ngang là 55 cm và chiều cao tổng thể là 94 cm ạ. Đó là thông số chi tiết của bộ trường kỷ song tiện này. Vâng, bộ trường kỷ song tiện này có gồm có 3 món, 2 băng dài và một bàn, được làm là chất liệu gỗ gụ hay gọi là gỗ mật, gụ mật ạ. Vâng, miền Bắc chúng em gọi là gỗ gụ, còn miền Nam miền Tây gọi là gụ mật và gỗ mật ạ. Vâng, và các bác đến đây cần thể để xem chi tiết về bộ trường kỷ này. Đó, đây là một chiếc bàn. Đó, đường viền ngoài thì được cần là những ô trám và những đường dây leo liên chi ạ. Đó, còn bên trong là được cần cảnh tích ạ. Tính Đó. này Văn Vương Cầu Hiền các bác nhá, ốc xa cừ thì không, các bác khỏi chê rồi, Văn Vương đang Cầu cực Hiền. kỳ là đẹp rồi, Rồi. Ná không trong đây là ná liền tấm các bác nhá. Ná một tấm luôn ạ. Đó. bác nào muốn xem hàng thực tế thì có thể đến tại cửa hàng của em ạ, có địa chỉ tại Hải Minh Hải Hậu Nam Định, số điện thoại liên hệ đặt hàng 0941 0912 ạ, 862 834 ạ. Vâng, nếu các bác đến đây có thể xem đây là một chiếc bàn, đây là phần bệ ạ. Đó, phần bệ được cả những đường dây leo liên chi ạ. Đó, và những ô chám ở phần cổ cũng như là phần bệ ạ. Đó. Và những phần đục này đục những quả đào và rơi ngậm thọ ạ. Đó. Rất là đẹp, đúng là mẫu cổ luôn các bác nhé. Nó nằm đúng y như mẫu cổ luôn. Đó. Đó, bây giờ em sẽ quay sang một băng ghế dài và các bác cùng được xem chi tiết hơn ạ. Đó. Bác nào xem video không rõ có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo của cơ sở trình độ chính nha. Số điện thoại 0912 862 834 ạ. Em sẽ chụp hình lại chi tiết hơn và rõ nét hơn và sẽ gửi cho các bác qua số điện thoại Zalo. Và bây giờ các bác đến đây có thể xem chi tiết về chiếc ghế này. Đó, đây là phần khung ạ. Phần khung thì được cẩn là những ô trám và những đường dây leo liên chi rất là kỹ, là tơ tóc luôn các bác nhé. Đó, còn phần nô được cẩn cảnh là một cây hồng ạ. Đó, một cây hồng rất đẹp, ốc xà cừ rất là sáng các bác nhé, khỏi chê luôn. Các phần ô đục chạm là đục chạm cái tùng nọc các bác nhá, ô chám này được đục chạm là tùng nọc ạ, cực kỳ đẹp rồi, đục chạm cực kỳ là kênh bong luôn các bác nhá. Đó, bác nào muốn xem hàng thực tế thì đến tại cơ sở em ạ, hoặc kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0912 862 834 ạ. Đó, và khung tranh của chiếc băng ghế dài đều được Vâng. cả luôn các bác nhá. Và em đo khung tranh cho các bác luôn ạ. Khung tranh này có kích thước là bảng 4x5 ạ. Nó rất là dày luôn các bác nhá. Hai cực nịch kỳ là 4x5. dài luôn các bác ạ, và bộ này là cỡ đại của bên cơ sở trường nội chúng em cũng vừa mới hoàn thiện xong, và hôm nay cơ sở em sẽ giới thiệu đến cho các bác ạ cùng được tham khảo về sản phẩm của bên cơ sở trường nội chúng em, Vâng, hàng này hàng cỡ đại luôn các bác nhá, bình bây thường giờ cũng quay sang phần hông ngang cho các bác coi ạ. Đó, đây là phần hông ngang. Nó phần tay cũng như là phần bệ đều được cẩn những ô chám và đường dây leo liên chi các bác nhé. Nó phần dưới chân này cũng được đục chạm là một cây hoa mai ạ. Đó, và chân em đo chân cho các bác là chân là vuông 6,5 cm ạ. Đó, chân vuông 6,5 cm, rất là dày luôn các bác nhé. bây giờ em sẽ quay sang phần mặt sau quay cho các bác được xem thực tế hơn Đây là phần mặt về cái sau các bộ bác nhé. trường kỳ song tiện này của bên cơ sở trường nội chúng em. Đó, phần mặt sau cũng được cẩn là những đường dây leo các bác nhé. Đó. Hàng Bộ ghế trước kia được cẩn là bốn mặt như nhau các bác nhé, mặt trước cũng như là mặt sau. bộ này hàng gỗ, chất liệu gỗ thì cực kỳ là dày rồi, các bác khỏi chê về gỗ rồi vì hàng này là hàng cỡ đại thôi. Đó, bình thường cỡ kích thước như bàn thì chỉ có 1m45 hoặc 1m50. Bộ này khẳng lên tới 1m9 cũng như là ghế lên tới 1m9 ạ. Đó, hàng cực kỳ là to và dày dặn luôn, hàng cực kỳ là dài nha các bác nhá. Bạn nào quan tâm thì liên hệ với cơ sở trường nữ chúng em có số điện thoại Zalo 0912 862 834 ạ. Vâng, và bên cơ sở chủ đề cũng xin giao lưu với các bác một bộ trường kỷ song tiện Cửa Nóc Xà Cừ này, bộ 3 món này với chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gỗ mật gụ mật này, với giá là 35 triệu ạ.
35 triệu em 3 free ship tận nhà cho các bác luôn. Vâng, và bác nào xem video thấy hay, thấy đẹp ạ, thì hãy cho cơ sở chuyển đổi cho một like cũng như là một đăng ký kênh ạ, để cơ sở chuyển đổi cho ngày một phát triển cũng như là làm những video mới để cho các bác được tham khảo và chiêm ngưỡng hơn ạ. Vâng, và đối với chuyển đổi cho xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn ạ.